Với những ai không quen vận động mạnh vào buổi sáng thì những môn như gym, bơi lội hay cầu lông sẽ không phải là lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, việc đi bộ vào buổi sáng có thể sẽ là một gợi ý tốt mà bạn nên cân nhắc. Bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ, cho dù là đi bộ xung quanh khu phố của bạn hoặc một phần của tuyến đường đi làm hay đi học, sẽ mang lại cho cơ thể rất nhiều lợi ích cả về mặt thể chất cũng như tinh thần. Tăng cường mức năng lượng. Đi bộ vào buổi sáng có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn trong suốt cả ngày, đặc biệt là nếu đi bộ ngoài trời. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người trưởng thành đi bộ 20 phút ngoài trời có nhiều năng lượng hơn những người đi bộ trong nhà với cùng thời gian đó. Một nghiên cứu khác với những phụ nữ đang cảm thấy thiếu ngủ cho thấy 10 phút đi bộ lên xuống cầu thang sẽ cung cấp năng lượng nhiều hơn là uống một tách cà phê. Cải thiện tâm trạng. Đi bộ vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích về mặt tâm lý, giảm các triệu chứng hoặc nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Để có kết quả tốt nhất, mỗi ngày nên đi bộ từ 20 đến 30 phút và ít nhất thực hiện 5 ngày mỗi tuần. Hỗ trợ giảm cân. Đi bộ kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn giảm cân và lấy lại vóc dáng. Lượng calo thực tế đốt cháy khi đi bộ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ, quãng đường, địa hình và cân nặng của bạn. Trung bình đi bộ với tốc độ vừa phải trong 30 phút có thể đốt cháy tới 150 calo. Giúp ngăn ngừa bệnh tật. Đi bộ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa và giúp bạn kiểm soát các nguy cơ bệnh tật khác nhau, bao gồm tăng huyết áp, mỡ máu cao, đái tháo đường. Các nghiên cứu cho thấy đi bộ 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần giúp làm giảm 19% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Nếu bạn đang sống chung với bệnh đái tháo đường, đi bộ cũng giúp kiểm soát và cải thiện lượng đường trong máu. Tăng cường cơ bắp. Đi bộ với tốc độ từ vừa phải cho đến nhanh có thể giúp tăng cường cơ bắp ở phần thân dưới. Nên lựa chọn bài tập đi bộ lên xuống hoặc leo dốc để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu muốn cơ bắp săn chắc hơn, hãy kết hợp thêm các hoạt động rèn luyện khác như đạp xe, chạy bộ hoặc các bài tập kháng lực như squat. Tăng khả năng tập trung. Đi bộ buổi sáng giúp tinh thần minh mẫn và tăng khả năng tập trung trong suốt cả ngày. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lớn tuổi đi bộ vào buổi sáng có thể cải thiện khả năng nhận thức tốt hơn so với những người ít vận động. Đối với những người làm công việc liên quan nhiều đến yếu tố sáng tạo, đi bộ có thể giúp bạn nảy ra các ý tưởng mới, giải quyết vấn đề tốt hơn, đặc biệt là khi đi bộ ngoài trời. Giúp ngủ sâu và ngon giấc. Một nghiên cứu nhỏ vào năm 2017 đã chỉ ra rằng việc khởi đầu ngày mới bằng việc đi bộ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào tối hôm đó. Những người tập thể dục vào buổi sáng cũng có chất lượng giấc ngủ tốt hơn hẳn so với những người tập vào những thời điểm khác trong ngày. Để hình thành thói quen đi bộ vào mỗi sáng, bạn có thể tham khảo và áp dụng một số lời khuyên sau đây. Cách thứ nhất, bắt đầu đặt báo thức sớm hơn 30 phút mỗi ngày để có thể đi bộ quanh nhà hoặc gần công ty. Cách thứ hai, rủ một người bạn hoặc đồng nghiệp cùng đi bộ vào mỗi sáng. Vừa đi vừa trao đổi công việc cũng sẽ khiến cho việc đi bộ trở nên thú vị và đỡ bị nhàm chán hơn. Cách thứ ba là để xe xa chỗ làm việc hơn rồi đi bộ một đoạn đến nơi làm việc. Nếu di chuyển bằng xe buýt hay các phương tiện công cộng, bạn có thể xuống sớm từ 1 cho đến 2 trạm dừng để có thể đi bộ được nhiều hơn.